Dota Teizu, cái tên đã không còn xa lạ với game thủ khi đây cũng từng là một phiên bản MOBA PC khá hấp dẫn và nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Đồ họa mang sắc màu tiền mã hắc ám với những nhân vật quen thuộc trong tác phẩm nổi tiếng Teizu ký, kết hợp với lối chơi MOBA cực sáng tạo, đảm bảo Dota Teizu sẽ là tựa game được rất nhiều game thủ yêu thích. Với đồ họa sắc màu cùng hiệu ứng âm thanh hình ảnh miễn chê, game thủ sẽ được trải mình qua những trận chiến vô cùng khốc liệt đến nghẹt thở. Tật Phong Tam Quốc thuộc thể loại nhập vai hành động với tạo hình nhân vật đều mang bóng dáng các vị anh hùng Tam Quốc vô cùng quen thuộc. Trò chơi cho chúng ta gặp lại những vị danh tiếng thời này như Lữ Bố, Trương Phi, Quan Vũ. Đồ họa 3D sắc nét chân thực với tạo hình vô cùng uyển chuyển trên nền tảng Unity 3D tân tiến nhất hiện nay tạo ra cho Tật Phong Tam Quốc những trận chiến vô cùng máu lửa và đậm chất anh hùng Tam Quốc. Gameplay đa dạng thiên về lối chơi chiến đấu, kỹ thuật cá nhân đảm bảo sẽ làm hài lòng những game thủ yêu thích thể loại ARPG. Cuối những năm Nam Tống, hai nhà Quách Dương gặp họa sát nhân, hậu nhân của họ là Quách Tĩnh và Dương Khang lần lượt được Giang Nam Thất Quái và Khưu Sử Cơ tu dưỡng, lập hẹn ước 18 năm sau sẽ đấu võ tại Gia Hưng. Hẹn ước sắp tới, Quách Tĩnh đã học thành tài một thân du tẩu giang hồ, cơ duyên xảo hợp gặp được Hoàng Dung thông minh, lanh lợi. Anh hùng xạ điều 3D Mobile dựa hoàn toàn theo cốt truyện nguyên tác, đồng thời với đồ họa 3D hoàn hảo, khối lượng nhân vật phong phú, gameplay hợp thời đại, chắc chắn sẽ là một tựa game rất có tiềm năng trong tương lai không xa. Độ Kiếp, cái tên mà chỉ nghe thôi đã thấy đâu đó bóng dáng tiên hiệp. Với đồ họa 3D hoàn hảo, những màn chiến đấu rực rỡ đầy màu sắc, Độ Kiếp hiện đang là một trong những tâm điểm của giới hâm mộ game mobile bởi chất lượng đỉnh cao của mình. Trò chơi sở hữu hệ thống kỹ năng, nhân vật phong phú, kết hợp với những hiệu ứng hình ảnh đồ họa chất lượng cao sẽ mang đến cho game thủ những bất ngờ và ngạc nhiên về hệ thống đồ sộ của mình. Những trận chiến, những câu chuyện và tình tiết xoay quanh thế giới tiên ma nhân đảm bảo sẽ luôn là những điều gây hứng thú với game thủ hiện nay. Và cuối cùng là Thời Không Triệu Hoán, một siêu phẩm MOBA mới ra mắt cách đây không lâu với đồ họa mang hơi hướng phương Tây nhưng lại vô cùng hấp dẫn bởi loại hình chiến đấu cực sáng tạo với những bản đồ cực phong phú. Đẹp mắt, đơn giản, dễ chơi và cũng rất phong phú, không hề thua kém những tựa game đi trước. Thời Không Triệu Hoán đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt đẹp từ phía cộng đồng game thủ.